Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình tích tụ ruộng đất nâng cao thu nhập cho người dân. Nông dân tỉnh Thái Bình vẫn dùng thuốc diệt chuột cấm lưu hành. Dạy và học lịch sử như thế nào cho đúng? Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp sau khi các địa phương hoàn thành việc dồn điền đổi thửa từ năm 2012, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân tích tụ những ô thửa lớn ở những khu vực đất sâu trũng, cây lúa kém hiệu quả sang nuôi thả thủy sản theo hướng hàng hóa. Nhờ vậy, giá trị thủy sản của huyện năm 2018 đã đạt tới trên 180 tỷ đồng. Thu nhập của người dân đã không ngừng được nâng cao. Xác định tích tụ ruộng đất là giải pháp nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới. Với những hình thức đa dạng như cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp ruộng, đến nay toàn huyện Yên Mô đã có trên 750 ha đất đã được chuyển đổi, tích tụ, chủ yếu để nuôi thủy sản, tập trung nhiều ở các xã Yên Đồng, Yên Mạc, Yên Thành, Yên Thắng. Để khuyến khích các hộ tích tụ ruộng đất, huyện đã hỗ trợ xây dựng hạ tầng chung vùng chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang sản xuất lúa cá, như cải tạo đường điện, thủy lợi nội đồng là 10 triệu đồng một hecta. Có ô thửa lớn, gần 30 hộ dân đã mạnh dạn chuyển dần từ nuôi quảng canh sang nuôi trên ao nổi cho năng suất và giá trị cao hơn trước. Năm 2018, sản lượng thủy sản của huyện đạt gần 6.000 tấn. Huyện Yên Mô còn thực hiện tốt việc liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm, mở ra hướng phát triển bền vững. Toàn huyện phấn đấu năm 2019, sản lượng thủy sản ước đạt 6.500 tấn. Thủy sản phát triển, nhiều mô hình đã tạo công việc làm với mức thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương. Thực hiện tích tụ ruộng đất để nuôi thủy sản không chỉ giúp nâng cao giá trị đất nông nghiệp của huyện bình quân từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng một hecta một năm, mà quan trọng là đã làm thay đổi tư duy canh tác nhỏ lẻ manh mún sang hướng sản xuất quy mô lớn, gắn kết với thị trường tiêu thụ. Từ đó tạo tiền đề để các địa phương thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong những năm tiếp theo. Từ suy nghĩ tiếc vùng đất người dân bỏ hoang hóa bao năm nay, ông Trần Quang Lưu ở xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã mạnh dạn chuyển đổi để trồng quất cảnh và nuôi cá rô phi. Mỗi năm gia đình ông thu lãi 500 triệu đồng từ mô hình vườn cây ao cá. Năm 2016, khu đất chuyển đổi rộng 6.000 m2 của gia đình ông Trần Quang Lưu, thôn Nam Cầu Nhân, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình, được ông quy hoạch 4.000 m2 trồng 2.000 cây quất cảnh và 2.000 m2 để nuôi cá. Tôi thấy một cái khu đất này như là 7-8 năm nay vẫn cứ bỏ hoang, nên tôi quyết định là trong cái diện thể, cái quần thể nó đẹp, có thể là phát huy kinh tế ở Đông Hòa nó rất tốt, thì tôi đầu tư ra đây hơn 2 tỷ để tôi mua chỗ này 6.000 m2. Một sào ruộng mà bây giờ nếu cây lúa thì một năm chỉ được 3 triệu thôi. Nhưng tôi trồng quất tốt thì có thể một năm có thể thu được 100 triệu một năm sao. Theo ông Lưu, gia đình ông mất một năm đầu tiên để cải tạo chất đất và chọn trồng cây quất trên mảnh đất còn khô cằn. Còn nuôi cá lại gặp nhiều khó khăn. Sau 3 năm nuôi thả các loại cá truyền thống, thấy không hiệu quả, năm 2019, ông Lưu tìm hiểu mô hình nuôi cá ở khắp các tỉnh và lựa chọn mua giống cá rô đồng ở Hưng Yên về nuôi. Thuận lợi vì nguồn nước đầu nguồn, môi trường ao nuôi tốt, nên cá rô đồng khỏe, mau lớn. Kết hợp nguồn thức ăn từ cám viên, cám ngô và cám gạo phù hợp, nên chỉ sau gần 3 tháng nuôi, lứa cá đầu tiên đã sắp đến ngày xuất bán. Sau hơn 3 năm làm kinh tế tại vùng đất chuyển đổi, đất không phụ công người, từ bàn tay và khối óc, ông Lưu đã tạo dựng được một mô hình vườn cây ao cá, mang lại cho ông nửa tỷ đồng mỗi năm. Tôm thẻ chân trắng là loại thủy sản nước mặn sau khi thuần hóa được nuôi trong môi trường nước ngọt, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phản ánh của phóng viên tại một mô hình ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Gia đình ông Nguyễn Văn Quang ở thôn Phú Khê, xã Thái Học, huyện Bình Giang có khu nuôi thả thủy sản khoảng 10 ha. Trước đây nuôi cá truyền thống và có một mô hình nuôi cá sông trong ao. Tuy nhiên, do hiệu quả nuôi cá không cao, năm 2018, ông Nguyễn Văn Quang nuôi thí điểm tôm thẻ chân trắng nước mặn ở môi trường nước ngọt. Do yêu cầu của loài thủy sản này đòi hỏi phải có môi trường nước sạch, ông Quang dành 2 ao để cải tạo nước. Sau đó chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng rộng khoảng 9 mẫu. Trong thời gian theo quy trình nuôi 3 tháng, tuy không vất vả nhưng phải chăm sóc đúng kỹ thuật như cho ăn đúng giờ, phun nước tạo sóng đúng thời gian quy định và đặc biệt phải lưu ý kiểm tra nước hàng ngày.
để có biện pháp điều chỉnh độ pH và kiểm trong nước. Thực tế là chăm sóc tốt thì nó vẫn là thích hợp, chứ không phải là không thích hợp. Nó có phần, nó cũng có cái ưu điểm, có khuyết điểm, có thể nó có ưu điểm là của nó là có nhiều cái thuận lợi hơn là cái thằng nuôi nước mặn. Nước mặn ấy, thì nó sẽ nuôi theo mùa được. Nhưng mà mình đây thì có những mùa mình khó khăn nhất là cái mùa đông. Chất lượng tôm thì nuôi ngay thì nó sẽ ăn là nó sẽ ngon. Ngon có thể là không kém gì mà có thể hơn là cái thằng tôm nước mặn. Để nuôi được tôm thẻ chân trắng trong môi trường nước ngọt, ông Nguyễn Văn Quang phối hợp với công ty cổ phần đầu tư giống tôm Phương Hà ở Nha Trang là đơn vị cung cấp giống và trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật. Năm 2018, gia đình ông Nguyễn Văn Quang nuôi thành công 2 lứa tôm thẻ. Do nuôi thí điểm nên mật độ nuôi thưa, mỗi mẫu thu được 1 tấn tôm thương phẩm với giá bán 250.000 đồng 1 kg, trừ các khoản chi phí thu lãi khoảng 30%. Qua thực tế, vụ thứ 3, tôm thẻ phát triển tốt ở môi trường nước ngọt, ít bị bệnh và cho hiệu quả kinh tế cao. Từ thành công của việc nuôi thí điểm, ông Nguyễn Văn Quang có dự định mở rộng mô hình khu nuôi thả thủy sản tập trung và thành lập hợp tác xã nuôi trồng thủy sản để xây dựng mô hình liên kết chuỗi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Trước tình hình chuột phá hoại lúa và cây màu ngày càng nhiều, nông dân một số địa phương trong tỉnh Thái Bình đã dùng nhiều loại thuốc khác nhau, trong đó có loại thuốc diệt chuột không rõ nguồn gốc, danh mục cấm lưu hành. Thuốc này có hoạt chất là chifroacetate hoặc chifroacetamide. Đó thường là loại ống nước màu nâu, màu đỏ và màu trong suốt. Chất độc hóa học có trong loại thuốc chuột này là chất độc với tim mạch và thần kinh, độc tính rất cao. Chỉ với một lượng rất nhỏ, người bị ngộ độc nhanh chóng bị co giật hoặc loạn nhịp tim và đã trở thành một trong các nguyên nhân gây ngộ độc và tử vong hàng đầu. Để chuột tiêu diệt nhanh, nông dân tại một số địa phương trong tỉnh đã dùng loại thuốc này pha vào bả để bẫy, thậm chí còn dùng tay để hòa vào bả như thế này. Do tính nguy hiểm của loại hóa chất này, nên nó đã bị cấm lưu hành ở nước ta khoảng hơn 10 năm qua. Tính đến ngày 4 tháng 8 năm 2019, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đạt trên 84% tổng dân số. Trong đó, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện chiếm trên 25%. Để nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, 5 tháng cuối năm 2019, huyện Nam Trực tiếp tục duy trì và mở rộng các nhóm đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo 100% số trường và số học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Triển khai thu, hỗ trợ thu bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình. Phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt 89%. Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và các xã thị trấn nâng cao hoạt động của ban chỉ đạo bảo hiểm y tế toàn dân các cấp, đa dạng hóa công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân về bảo hiểm y tế, trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng như học sinh, hộ gia đình nông nghiệp có mức sống trung bình, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đối với bảo hiểm xã hội huyện, cập nhật thường xuyên hệ thống dữ liệu thu và cấp thẻ bảo hiểm y tế để xác định thời điểm thẻ có giá trị đối với từng nhóm đối tượng, từ đó có biện pháp kịp thời trong việc tái tục bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội huyện Nam Trực còn tăng cường phối hợp, hướng dẫn các địa phương rà soát các đơn vị sử dụng lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động hoặc tham gia chưa đầy đủ số lao động thuộc diện bắt buộc phải tham gia và các hộ gia đình có người chưa tham gia bảo hiểm y tế để có hình thức vận động, tuyên truyền phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, loạn thần sau nghiện các chất ma túy có thể ở người mới sử dụng ma túy, người nghiện đã lâu và cả những người đang cai hoặc đã được cai nghiện. Biểu hiện lâm sàng của bệnh này rất đa dạng, nó tùy thuộc vào chất ma túy mà đối tượng sử dụng. Những hành động từ người bị loạn thần gây nguy hiểm cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Sau đó, khi phát hiện người nghiện có những dấu hiệu này, gia đình cần đưa người nghiện đến bệnh viện tâm thần để điều trị kịp thời, tránh tình huống xấu có thể xảy ra. Các bác sĩ Bệnh viện Tâm thần tỉnh Ninh Bình cho biết, hầu hết những trường hợp bị loạn thần được đưa đến đây khi đã có những biểu hiện của sự rối loạn thần kinh, hoang tưởng, kích động quá mức. Những bệnh nhân này sẽ chịu tác động tâm lý từng cấp khác nhau, theo thời gian và mức độ sử dụng. Nhẹ nhất là ảo giác, nặng hơn là hoang tưởng và có ý định tự sát. Do đó, khi có các biểu hiện loạn thần, cần phải được điều trị về sức khỏe tâm thần. Thì bây giờ rất nhiều phương pháp điều trị hỗ trợ, điều trị hoặc là điều trị thay thế
như là methadone điều trị hỗ trợ về mặt cơ thể, như là nâng cao. Như vào đây chúng tôi điều trị chủ yếu là điều trị bằng các hỗ trợ cơ thể theo các thuốc an thần và các điều trị các triệu chứng gì xuất hiện mình sẽ điều trị theo triệu chứng. Sau một thời gian điều trị thì bệnh nhân sẽ ổn định trạng thái bình gần như hoàn toàn. Ngoài những cái phương pháp điều trị bằng thuốc thì bằng hóa dược thì chúng tôi còn điều trị nhất bằng các liệu pháp tâm lý, nghĩa là gần gũi bệnh nhân, động viên an ủi bệnh nhân. Về nguyên tắc, người nghiện cần phải điều trị. Và thực tế, dù có nhiều phương pháp khác nhau từ đông y, tây y đến liệu pháp tâm lý, thế nhưng đến nay chưa có phương pháp nào điều trị triệt để có thể cai nghiện ma túy. Tuy nhiên bị loạn thần do sử dụng các chất này thì có thể điều trị được. Tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh, ngoài các phương pháp chuyên môn thì việc giúp cho những người bị loạn thần có một sân chơi lành mạnh bổ ích được quan tâm. Bởi vậy, việc áp dụng các liệu pháp tâm lý để bệnh nhân có nghị lực bỏ ma túy, sau đó tái thích nghi với xã hội mà không tái nghiện sẽ là phương pháp cơ bản giúp họ có thể tái hòa nhập cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, với cách tiếp cận đúng đắn, việc dạy và học lịch sử tại trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh trở nên không quá khó khăn đối với cả giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, những trường hợp này lại không nhiều khi mà điểm thi môn lịch sử của tỉnh Bắc Ninh, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, có tới trên 70% số điểm thi dưới trung bình. Và đây cũng là môn có điểm trung bình thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Vậy đâu là nguyên nhân của vấn đề này và chúng ta nên có cách tiếp cận lịch sử như thế nào để việc dạy và học phát huy được hiệu quả? Đây là một trong những buổi học lịch sử gắn với trải nghiệm thực tế về phòng tuyến sông Như Nguyệt chống giặc Tống và tên tuổi vị tướng tài chỉ huy ba quân Lý Thường Kiệt. Buổi trải nghiệm thực tế được cô trò trường Trung học phổ thông Yên Phong 1, huyện Yên Phong tổ chức là một trong những hoạt động chào mừng 1.000 năm ngày sinh người con của quê hương Tam Giang Bắc Ninh, Thái úy Lý Thường Kiệt. Trận đánh được tái hiện qua giọng kể của giáo viên, kết hợp cùng hệ thống bản đồ minh họa diễn biến sự kiện khiến cho bài học trở nên sâu sắc. Tuy nhiên, những tiết học lịch sử như thế này chưa nhiều và kết quả thi môn lịch sử kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 của tỉnh đã phần nào minh chứng điều đó, với tổng số 6.629 bài thi đạt điểm dưới 5. Tỉnh Bắc Ninh có hơn 70% tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn lịch sử có điểm số dưới mức trung bình. Và lịch sử cũng là môn có điểm trung bình thi thấp nhất trong các môn thi của tỉnh, đạt 4,26 điểm, thấp hơn điểm trung bình chung toàn quốc 4,3 điểm. Câu hỏi đặt ra là có phải học sinh, giới trẻ ngày nay, có phải nhận thức xã hội đang thờ ơ, không quan tâm tới môn lịch sử, thờ ơ với truyền thống văn hóa nghìn năm ông cha gây dựng? Tiến sĩ sử học Trần Đình Luyện, nguyên giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bắc Ninh, thì lại cho rằng xã hội đã quan tâm và có những cách truyền thông giáo dục về lịch sử. Tuy nhiên, kết quả này là đáng buồn và đáng báo động, đặc biệt với tỉnh có bề dày truyền thống văn hóa như Bắc Ninh. Ông cũng lý giải, nguyên nhân mấu chốt của tình trạng học sinh giới trẻ thờ ơ, chưa hiểu đúng về môn lịch sử, suy cho cùng vẫn là do cách xác định động cơ, mục đích học. Học lịch sử để làm gì? Học chỉ để đi thi, để làm thầy hay học lịch sử để làm người? Mà động cơ lại chi phối cách tiếp cận và phương pháp dạy học. Theo tôi, học sử cũng như là dạy sử, chính là dạy làm người, chính là học làm người. Và ở trong các cái môn học ở các trường phổ thông, có lẽ không có cái môn nào nó liên quan chặt chẽ, máu thịt đến cái việc hình thành nhân cách, đạo đức, phẩm chất, con người bằng cái môn lịch sử. Là bởi vì thông qua cái việc dạy về truyền thống lịch sử, về các cái bài học lịch sử, về các cái tấm gương của các anh hùng nghĩa liệt, của quê hương, của đất nước, của ngành, thì nó sẽ hình thành nên cái phẩm cách, tư chất, đạo đức. Cùng với khung chương trình chung môn lịch sử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại tỉnh Bắc Ninh mới đây, ngành Giáo dục và Đào tạo đã đưa thêm phần lịch sử địa phương vào giảng dạy. Ngành Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến khích các thầy cô, các nhà trường tăng cường hoạt động trải nghiệm, đổi mới phương pháp giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử cho học sinh. Tuy nhiên, với kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, môn lịch sử năm 2019 có lẽ từng ấy là chưa đủ để khiến cho học sinh giới trẻ tỉnh Bắc Ninh thêm yêu thích và hứng thú hơn với môn lịch sử, đặc biệt là lịch sử vùng đất quê hương giàu truyền thống văn hiến cách mạng Bắc Ninh, Kinh Bắc.
với mục tiêu đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục của tỉnh Nam Định, tiếp tục triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ hệ 10 năm ở các cấp học, trình độ đào tạo, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019-2025. Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 98% số giáo viên các cấp học đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo quy định. 100% giáo viên được tham gia bồi dưỡng các lớp phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Đến năm 2025, trên 80% học sinh kết thúc các cấp học phổ thông đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo quy định. 100% sinh viên các trường cao đẳng sư phạm tốt nghiệp đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp và khung năng lực ngoại ngữ theo các cấp học và trình độ đào tạo. 100% các trường xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao, trường trung học phổ thông chuyên và khoảng 50% các trường trung học phổ thông có chất lượng giáo dục khá trở lên của tỉnh triển khai thí điểm dạy toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh ở những lớp có đủ điều kiện. Đến năm 2022, 100% học sinh phổ thông theo học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm. Đến năm 2025, có khoảng 200 trường dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài. Chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020, huyện Phú Cừ, tỉnh Hưng Yên đã đầu tư trên 15 tỷ đồng cải tạo, sửa chữa một số trường học. Trong đó có trên 5 tỷ đồng xây mới, cải tạo 7 nhà vệ sinh trường học. Huyện đã đầu tư sửa chữa phòng học, tăng cường hệ thống chiếu sáng, quạt mát cho 8 trường học. Đáng chú ý là có 7 trường được xây mới, nhà vệ sinh là các trường trung học cơ sở Đình Cao, Đoàn Đào, tiểu học Đoàn Đào, Minh Hoàng, Tống Chân, trường mầm non Minh Tiến, Quang Hưng. Các nhà vệ sinh được đầu tư bệt vệ sinh, bồn rửa tay, có đèn điện, quạt mát, đảm bảo đủ nước, thoáng mát, sạch sẽ. Hiện nay, huyện Phù Cừ đang đôn đốc các đơn vị thi công để nhanh tiến độ để đưa các nhà vệ sinh vào phục vụ năm học mới. Việc đảm bảo các điều kiện nhà vệ sinh trường học là cần thiết, không chỉ tạo sự thoải mái cho học sinh mà còn xây dựng hình ảnh thân thiện, khang trang cho trường học. Trong những năm qua, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, lực lượng chức năng xây dựng khu du lịch Tam Cốc Bích Động trở thành điểm sáng về văn minh, văn hóa và an toàn, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Nổi bật là đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, văn minh, văn hóa và vệ sinh môi trường. Đối với lực lượng công an xã, đồn công an Tam Cốc đã tích cực chủ động nắm tình hình, quản lý chặt chẽ và đảm bảo an toàn hoạt động của du khách và người nước ngoài đến địa bàn tham quan du lịch. Tại hội nghị sơ kết 3 năm xây dựng khu du lịch Tam Cốc Bích Động trở thành điểm sáng về văn minh, văn hóa và an toàn vừa diễn ra, các đại biểu khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời trao đổi một số nội dung về hiệu quả hoạt động của tổ tự quản, góp phần xây dựng nếp sống văn minh du lịch. Công tác kinh doanh du lịch gắn với việc đảm bảo an toàn khu điểm du lịch, việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch, nhất là khách nước ngoài. Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện tự giác, nhiều năm qua các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã thực sự phát huy hiệu quả, giúp các cấp ủy đảng chính quyền nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, góp phần điều hành tốt các mục tiêu kinh tế xã hội ở địa phương. Ghi nhận ở phường Trung Sơn, thành phố Ninh Bình. Hiện nay Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cấp các ngành của phường Trung Sơn đang triển khai thực hiện 12 mô hình tự quản thuộc các lĩnh vực an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, kinh tế và thực hiện nếp sống văn minh. Các mô hình hoạt động theo hình thức tự nguyện, các gia đình cam kết thực hiện nội dung tự quản và gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động như toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giúp nhau giảm nghèo, hoạt động các mô hình thiết thực hiệu quả nề nếp, góp phần làm chuyển biến nhận thức, hành động và thu hút được sự tham gia tích cực của người dân. Từ thực tế hoạt động cho thấy, mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư không chỉ tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức của nhân dân trong việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mà còn tạo được sự đoàn kết thống nhất gắn bó cho nội bộ nhân dân, quyền làm chủ của người dân được phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng khu dân cư an toàn, văn hóa. Loài hoa ngũ sắc xuất hiện nhiều trên các tuyến đê của Thái Bình. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chúng là một trong những sinh vật có thể xâm lấn cây trồng và phá hủy công trình, đặc biệt là chân đê. Xuất hiện nhiều tại hầu hết các chân đê.
đặc biệt là ở huyện ven biển Tiền Hải và Thái Thụy. Loài hoa ngũ sắc này có bộ rễ phát triển mạnh, lâu dài chúng có thể ăn sâu vào thân đê, đục rỗng chân đê. Điều nguy hiểm là loài hoa này phát tán rất nhanh. Hơn nữa, nhiều người dân đã sử dụng để trồng tại nhà và trồng thành các đường hoa. Chỉ một thời gian rất ngắn, chúng có thể xâm lấn cây trồng bản địa. Vì vậy, ngành nông nghiệp cảnh báo các địa phương cần có biện pháp ngăn chặn sự phát triển của loài hoa này. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.